mẫu làm mình đi. Rồi tới nữa rồi. Đúng rồi, phải dài vô, nó mát, hỏi vô, hỏi một bơi vô mình đi. Hỏi vô mình cái đi. Hỏi đi. Phải 3-4-5 bên em còn nghe mùi bia rượu nè. Đại gia nuôi sugar baby để làm gì? Cái việc mà nuôi để ngủ nó chỉ là một trong những cái mục đích nhỏ của người ta thôi. Mà mục đích đó để mà nuôi số lượng bé đường nhiều như vậy là để phục vụ cho cái công việc kinh doanh của người ta. Và đừng bao giờ có suy nghĩ là đơn giản thôi, mỗi tháng nó đưa tiền cho mình ngủ nó 6 lần, 8 lần là xong. Người có tiền không bao giờ người ta ngu. Mấy bà biết không, có những người đàn ông đó, người ta thật sự là dân kinh doanh và người ta có tiền thì người ta nuôi sugar baby một lần cả 10 cô, mười mấy cô là bình thường chứ không phải là một cô, hai cô. Thì thật sự mà cái việc người ta bỏ tiền ra để mà chu cấp cho từng ấy con người trong một thời gian dài á thì không phải là do người ta ngu, chắc chắn rồi. Ngu làm sao mà giàu được, đúng không? Cũng không phải là để người ta ngủ đâu. Bởi vì á, những người đàn ông như vậy á thì cái công việc của họ rất là nhiều, người ta thường á là sẽ bị áp lực và người ta hay đi lại tới lui ăn nhậu nhiều thì cái cơ thể nó không thể nào nó khỏe mạnh như những người đàn ông bình thường được. Thì thành ra là cái việc mà nuôi để ngủ nó chỉ là một trong những cái mục đích nhỏ của người ta thôi. Mà mục đích á, để mà nuôi số lượng bé đường nhiều như vậy á, là để phục vụ cho cái công việc kinh doanh của người ta. Tôi nói thẳng ra ở đây là ví dụ như đối với những người làm kinh doanh với nhau đi thì thường á, người ta sẽ bàn một cái công việc gì đó hoặc là người ta xin một cái giấy phép gì đó là ở trên bàn nhậu, tại vì ở bàn nhậu là sẽ có rượu ngon và gái đẹp, và thường á, là những người có cái khả năng ký một cái chữ ký mà giúp cho người ta có thể hoàn thành một cái kế hoạch kinh doanh á, thì là những người có cái sức ảnh hưởng. Một á, là cái thú vui thưởng thức của người ta không phải là những cái thú vui bình thường, ví dụ như là vào bàn ngồi mà gọi những cái bạn mà đi làm dịch vụ gọi là làm gái thần chủng á, thì á, vào người ta sẽ không thích, tại vì người ta cảm thấy là tầm thường quá, người ta thấy là không có xứng đáng với người ta. Thì người ta cần những người phụ nữ có cái gì đó nó khác biệt, ví dụ như là có cái sự ngây thơ nè, cái nét gì đó nó nhẹ nhàng tinh tế chút xíu, biết cách nói chuyện nè, có kiến thức nè, và nhất là có một số tài năng năng khiếu lại càng tốt. Ví dụ như tài năng đây là biết hát chầu văn nè, rồi biết ca cải lương nè, hát chèo nè, nói chung là cái đó là cái sở thích của họ. Những cái đó là mình thấy đối với mình đó là những cái đó nó xưa, nhưng mà người ta lại rất là thích cái chuyện đó. Thì để mà ví dụ như một cái cô nào đó có tài năng vào để mà ca hát rồi kia ngồi rót rượu cho người ta mà để mà người ta kêu đi ngủ á, thì có thể nó sẽ xảy ra hai trường hợp là cái cô ca sĩ đó cổ sẽ không đồng ý, tại vì người ta là trước giờ người ta làm ca sĩ thuần mà người ta đâu có làm cái chuyện đó đâu. Cái thứ hai á, là người ta sẽ ép giá, tại vì ví dụ như đi tôi làm doanh nghiệp đi, tôi mời cái cô đó lại hát để phục vụ cái ông đó để mà tôi xin được một cái chữ ký, thì khi mà cái ông đó ổng thích cái cô đó thì bắt buộc là tôi làm cách nào đi chăng nữa tối đó tôi phải thuyết phục cái cô này để mà ngủ với cái ông này, thì cái cô này cổ sẽ nắm được cái thóp của tôi là cái ông này á ổng thích cổ rồi, thì bắt đầu là cổ sẽ quay ra cổ ép giá tôi. Ví dụ như là một đêm có thể cổ đòi tôi 10 ngàn, 10 mấy ngàn là bình thường, mặc dù cổ không có cái gì gọi là quá đẹp nhưng mà là do người ta thích rồi thì bắt buộc mình phải cho người ta ăn cái món người ta thích. Thì thành ra là cái việc mà giữ một cái khối lượng, nuôi một cái số lượng bé đường như vậy để mà điều tiết vào những cái việc như vậy á thì thật sự là vô cùng tiết kiệm nha. Tại vì ví dụ như một tháng nuôi tầm chừng 30-40 củ đi, hoặc là 40-50 củ đi, thì một lần ngủ với cái ông kia như hồi nãy câu chuyện tôi kể á, mình tốn 10 mấy ngàn trả cho nó là đã thấy mình lời chưa? Lời rồi. Cho nên á, đừng bao giờ có suy nghĩ là dễ ăn tiền đại gia, không có đâu nha. Và đừng bao giờ có suy nghĩ là đơn giản thôi, mỗi tháng nó đưa tiền cho mình ngủ nó 6 lần 8 lần là xong, không có cái giấc mơ đó đâu. Cuộc sống này là phải vô cùng thực tế nha, mình phải hiểu là người lấy phiếu chào không con? Thôi là em đâu biết nó đi đâu mà nó đi hả, nó gọi điện nó nhắn tin này.